Xin mến chào quý vị, cảm ơn quý vị lại ghé thăm kênh YouTube của Amanda. Thì Amanda xin tự giới thiệu là Amanda đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Illinois, miền Bắc của nước Mỹ. Công việc hiện tại của Amanda là mua bán nhà cửa, gọi là Real Estate Agent. Thì hôm nay Amanda xin được chia sẻ về cái cách tính cái giá của cái căn nhà mà quý vị có thể mua được sau khi dựa vào cái công thức tính này, và sau khi là mình đã dựa vào cái tổng số nợ mà quý vị đang có và cái mức thu nhập hiện tại mà quý vị đang có. Thì cái công thức này rất là đơn giản, nó có thể áp dụng cho tất cả các loại mức thu nhập nào, ví dụ như thu nhập 100.000, 200.000 hoặc là 80.000, 300.000 hoặc là 50.000 đều áp dụng một công thức như nhau. Thì Amanda áp dụng cái Zillow app để tính, có rất nhiều loại app khác nhau để tính, nhưng mà Amanda lại thích cái Zillow app bởi vì nó có thể tính được cái mức thu nhập rất là cao mà nó không có bị hạn chế. Thì Amanda xin được nói ở chỗ này là với cái hồ sơ thuế W2 và 1099 thì cái cách tính nó sẽ khác nhau. Những người mà có cái hồ sơ thuế mà W2 á, thì hồ sơ sẽ tính dựa vào cái hồ sơ thuế trước khi tính thuế ha. Còn đối với cái hồ sơ thuế mà 1099 á, thì mình tính dựa vào cái hồ sơ thuế sau khi đã tính thuế rồi. Thì cái công thức sẽ tính như thế này ha. Tổng cái thu nhập hiện tại mà quý vị đang có đó thì mình sẽ nhân với 50% bằng tổng cái số tiền có thể vay được trừ cho cái số nợ hiện tại, gọi là debt to income ratio mà quý vị đang có, bằng tổng cái số tiền tối đa mà quý vị có thể vay được từng cái người cho vay ha. Thì ở đây Amanda xin được nói vì sao mà nhân với 50% mà không phải là nhân 45% hoặc là 55%. Cũng có thể nhân từ 45, dao động từ 45 cho tới 55% tùy theo cái nhà cho vay. Ví dụ nếu như mà để có sự an toàn thì một số ngân hàng họ kiểm tra cái credit score, họ kiểm tra cái history, cái lịch sử của cái người đó và cảm thấy là người này hơi mạo hiểm thì người ta nhân với 45% mà thôi. Tức là tổng cái thu nhập hiện tại á, trước thuế nhân với lại 45%, cũng có những lender họ chỉ nhân 45%. Tuy nhiên trong cái bài toán này thì Amanda lấy cái số trung bình là 50% để nhân ha. Còn có những cái lender giống như là FHA loan á, thì người ta cũng có thể là nhân đến 55% luôn. Thì tùy theo cái lender khác nhau. Rồi Amanda muốn xin nói ở đây là cái tổng số nợ hiện tại thì những cái nợ mà quý vị đang có mà quý vị bắt buộc phải trả mỗi tháng á, thì mới được tính vào. Còn như những cái chi phí lặt vặt giống như là ăn uống, tiền đi shopping hoặc là tiền gas, tiền sửa xe này kia, cái nọ là không được tính vô ha. Cái tổng cái số trừ cái số nợ là cái số nợ đã bắt buộc là mình phải trả hàng tháng ha quý vị. Bây giờ Amanda chọn ra một người có cái thu nhập là 60.000 đi ha. Thì cái thu nhập 60.000 đó mình trong vòng 1 năm đó mình lấy ra, mình chia ra là được, mình chia cho 12 tháng. Lý do mình chia 12 tháng là 1 năm có 12 tháng. Vì thế nếu muốn biết được cái thu nhập của 1 tháng thì mình lấy tổng cái thu nhập của 1 năm mình chia cho 12 thì nó sẽ ra là cái thu nhập mỗi tháng ha. Ok, Amanda lấy 60.000 nè, chia cho 12 thì bằng 5.000. Ok, 5.000 mỗi tháng thì nhân với 50%. Vì sao nhân với 50% thì Amanda đã giải thích ở khúc trước rồi. Bây giờ mình nhân với 50%, nó sẽ ra là 2.500. Thì giả sử cái người này á, cái 2.500 này á, là cái tiền mà người này có thể vay được dựa theo cái thu nhập hiện tại. Nhưng mình có cái thu nhập mà mình có cái tổng cái số nợ nữa, cho nên mình phải dựa vào cái số nợ để mình quy ra được cái tiền tối đa mà người này được vay ha. Thì mình giả sử đi cái người này đang nợ là 700 đồng một tháng, là người này phải trả tiền xe, tiền thẻ tín dụng và tiền học đi ha, là 700. Thì mình lấy 2.500 mình trừ cho 700, 2.500 mình trừ ra 700 thì ra 1.800. 1.800 này là cái gọi là cái số tiền tối đa mà người này có thể được vay ha. Thì cũng là cái tiền mortgage mà người này được trả trong vòng 1 tháng là 1.800.
Thì để Amanda nói thêm ở chỗ đây là cái nợ đó, Amanda chỉ nhắc lại thôi, là cái nợ đó là bao gồm là nợ thẻ tín dụng nè, nợ tiền học nè, nợ tiền bệnh viện, nợ tiền child support. Những cái khoản đó đó là mình bắt buộc phải trả trong hàng tháng. Nếu mình không trả thì nó sẽ ảnh hưởng đến credit hoặc là ảnh hưởng đến lý lịch của mình. Và 1.800 này á thì mình trả trong bao gồm các khoản nào, là tiền gốc nè, tiền lãi, tiền bảo hiểm nhà, tiền thuế đất, tiền HOA nếu có, và tiền BMI nếu như mà người này không có đau trên 20% mà đau dưới 20% thì bắt buộc phải trả BMI. BMI là cái tiền để bảo hiểm cho cái khoản nợ mà mình vay, là người lender bảo mình phải mua đó. Và bây giờ Amanda lấy cái app ha, về cái Zillow app để tính nha. Và cái Amanda sẽ chọn cái mức trung bình của interest rate, gọi là lãi suất, là 3.25%. Và cái tiền thuế đất á, là 2.75%. Và cái tiền down á, là 20%. Và cái tiền bảo hiểm á, là 1.200 đi. Ok, thì theo trung bình của cái lãi suất hiện tại á, là mình lấy 3.25 là mức trung bình ha, cho nó an toàn. Và cái thuế ở Illinois thì biết rồi, nó cao hơn các cái tiểu bang khác, thì 2.75% là 1.800 ở trong này ha. Mình tính là cái mortgage nó 1.800, trong phạm vi 1.800 thôi. Thì bây giờ là nó hiện ra cái giá là 290.000. Thì Amanda nói lại nha, với cái giá tối đa nó sẽ hiện ra là 290.000 dựa theo cái app thì quý vị thấy trên màn hình ha. Ok, rồi bây giờ mình giả sử cái người này đó có tiền mặt có thể đao xuống 30% đi, thì mình tăng cái tiền này lên, mình dựa vào cái nút này nè, mình tăng lên 30%, thì nó sẽ ra là cái vẫn cái giữ cái giá tối đa của cái căn nhà để mua được là 290.000. Thì đao xuống 30% á, thì tức là 30% tương đương với 87.000, thì người này sẽ trả được cái tiền mortgage, nó sẽ bớt xuống là chỉ còn là 1.648 đồng mà thôi. Ok, như vậy thì với cái mức thu nhập 60.000 một năm, với cái số nợ là 700 đồng một tháng người này phải trả, thì cái mức giá tối đa sẽ là 290.000. Nếu mà đao xuống 20% á, tương đương với 58.000 á, thì một tháng sẽ trả 1.800 cho cái tiền mortgage. Còn nếu như mà người này có cái tiền mặt mà có thể đao xuống 30%, thì mỗi tháng cái người này không có cần phải trả 1.800 một tháng nữa, mà chỉ cần trả 1.648 đồng một tháng mà thôi. Ok, bây giờ Amanda xin được tóm tắt lại cái nội dung chia sẻ mà hôm nay về có 3 cái ý chính. Cái thứ nhất là cái debt to income ratio, có nghĩa là tổng cái số nợ hiện tại so với cái thu nhập hiện tại mà quý vị đang có. Cái thứ hai nữa là cái tổng số nợ tối đa mà nhà vay có thể cho quý vị vay. Và cái thứ ba là từ khi sau khi mà biết được cái số nợ mà quý vị đang có so với cái thu nhập hiện tại và tổng cái số nợ tối đa đó, thì mình sẽ biết được cái tổng của cái giá của cái căn nhà tối đa mà quý vị có thể mua được ha. Thì Amanda xin được nói thêm ở đây là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái giá của cái nhà tối đa mà mình có thể vay, có thể mua, là có 4 cái yếu tố chính. Cái thứ nhất là cái tổng cái nguồn thu nhập mà hiện tại mà quý vị đang có đối với W2 là cái thu nhập đó phải là trước thuế ha. Và đối với 1099 thì cái thu nhập nó được tính sau thuế. Và cái thứ hai nó ảnh hưởng đến nữa là cái số tiền mặt mà quý vị có. Nếu mà quý vị có tiền mặt nhiều mà đao xuống nhiều thì sẽ mua được nhà với giá cao hơn, sau khi mà cộng thêm với cái tiền mà quý vị được nhà ngân hàng cho mình quý vị vay ha.
Và cái điểm thứ ba nó ảnh hưởng nữa là cái credit score. Cái điểm credit score nó rất là quan trọng, nó sẽ quyết định rất là nhiều trong cái việc vay mượn của mình. Cho nên quý vị mà giữ cái điểm credit của mình, credit score của mình càng cao thì càng tốt. Và những cái Amanda có chia sẻ rồi là làm sao để giữ được cái điểm credit score tốt, thì ở trong cái video trước quý vị có thể coi lại trong cái YouTube của Amanda. Và cái điểm thứ ba nữa là nó ảnh hưởng, cái điểm cuối cùng là cái điểm thứ tư là cái tổng số nợ hiện tại của mình á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá nhà tối đa mà quý vị muốn mua. Amanda cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng với Amanda theo dõi cái bài toán dựa và tính cái tổng cái giá nhà tối đa mà quý vị có thể mua được dựa theo cái thu nhập hiện tại quý vị và dựa theo cái nợ hiện tại là debt to income ratio. Thì Amanda cảm ơn rất nhiều. Và nếu như mà quý vị nào mà Lê Hoay không có muốn là download cái Zillow app, hoặc là quý vị không có muốn tính toán nó, nói là ok đơn giản thôi, thì quý vị có thể gọi cho Amanda và Amanda cho Amanda biết cái tổng cái số nợ hiện tại và biết được cái thu nhập hiện tại, thì Amanda có thể tính cho quý vị ha. Rồi Amanda xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo và trân trọng kính chào quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về nhà cửa của các thành phố của tiểu bang Illinois miền Bắc nước Mỹ á, thì có thể click vào đường link bên dưới đây. Amanda để cái trang web của Amanda trong cái phần description, cái phần mô tả đó. Thì đây là cái trang web của Amanda nè. Thì khi mà cái mình bấm á, mình muốn tìm nhà ở thành phố nào thì mình bấm cái nút search ha. Rồi ngay chỗ đây là mình bấm tên của một cái thành phố. Thành phố giả sử mình bấm thành phố Hinsdale. Hinsdale ha, chỗ này là for sale. Rồi 3 phòng ngủ nè, 2 phòng tắm nè, giả sử đi cái nhu cầu của mình là như vậy, mà bấm cái giá là 750.000 trở lên. Rồi mình bấm cái nút search. Rồi thì lúc này nó sẽ hiện ra nè, đây là một cái hình minh họa đây ha, nó sẽ hiện ra như thế này. Và mình bấm vào contact us. Rồi thì chỗ này mình sẽ bấm nè, tôi muốn mua nhà đi giả sử. Ok, vào để email và số phone chỗ này, giả sử số phone của quý vị. Bây giờ Amanda để số phone của Amanda ha, rồi mình bấm cái nút send email. Thì bên Amanda sẽ nhận được cái thông tin của quý vị liền ngay tức thời luôn và sẽ liên lạc với quý vị trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu như mà quý vị thích cái video thì nhớ bấm cái nút subscribe, và bên cái nút subscribe có cái nút chuông, nhớ bấm vào cái nút chuông nha. Thì mỗi lần mà Amanda up cái video mới á, thì quý vị là một trong những người xem được cái video mới của Amanda. Xin chân thành cảm ơn.